Quay ra đưa thôi, bán mua tăng. Xong một cái gimbal riêng mà 7-8 triệu rồi. Đúng không? Chỉ cần có cái gạch trong mắt cái thai cần to đi thôi. Cái đồ khách giải nó đâu. Nó nở đúng không? À, nấu nhiều. Cô đi ra luôn cô. Đúng rồi, ok được không? Thế là bắt đầu.
Canh bún em về đậu huyết 15. Một tô canh bún là thêm đa cua thêm mập là bún thôi nha. Có mình cho nãy có gì Mất ơi, làm dễ mệt ra. Này hai bánh canh. Lắm bánh canh. Có nuôi không? Cơm, có cơm. Dớt đầy đủ không em ạ? Tương ớt chưa leo rồi đầy đủ. Là không cay của chị á. Cơm rồi đưa lên. Ôi, con này con. Để cho mấy chị nó nó là quản lý. Thank you.
gì? Rồi không, tôi đóng chung, tôi bỏ chung.